Xin chào các bạn, đây là quán bò nấu. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi mình với anh em cùng nhau vụ tới đây để thưởng thức cái món bò nấu. Ở đây thì bò thui rất là chín, ăn ngon. Thì đặc biệt có cái, thêm một cái món cháo. Mà theo cảm nhận của mình ở đây thì món cháo rất là ngon. Bởi vì là ở đây người ta nêm nếm ăn rất là vừa miệng, mình rất là thích. Ngon rồi, ngon rồi. Cháo đồng khoái.
Cái gì? Tôi có nghe hả? Hút gì chứ cho nó ngu cho nó lươn nó ăn. Cũng như nó ngu, nó đét nó đét nó ngu nó ngon nào. Trung hậu con này. Ủa đi đâu? Để hai đệ em kéo này. Không, hai đâu.
này cho nó bằng cái gì cả. Nhá nhá. Ấy giờ vô nước hả chồng? Xin cảm ơn các bạn.